Biết Mai Ngô từng đi casting phim Em Chưa 18 nhưng mạng bình luận khiến cô nàng hết hồn. Biết tin Mai Ngô cũng từng đi casting bộ phim điện ảnh đang hot này, nhiều dân mạng có bình luận bá đạo mà nếu Mai Ngô đọc được cô chỉ có ná thở. Là bộ phim chiếu rạp sáng giá hiện nay, Em Chưa 18 chỉ trong thời gian ngắn đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé, phá vỡ hàng loạt thành tích của những bộ phim bom tấn trước đó. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên không quá nổi bật nhưng đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Đây cũng là lần đầu tiên ghi nhận một bộ phim liên tiếp được đánh giá cao trên các trang mạng, cho biên kịch, đạo diễn cho đến diễn viên từ chính đến phụ. Trong lúc bộ phim vẫn đang gây sóng gió tại các rạp, thì mới đây, dân mạng phát hiện vai chính Em Chưa 18 đã từng là cuộc tranh đua của nhiều gương mặt nổi tiếng. Mai Ngô cũng từng đi casting Em Chưa 18, cô xuất hiện khiến các fan lẫn anti-fan hết hồn. Một trong những nhân vật gây bất ngờ nhất có lẽ là Mai Ngô, cô nàng lắm chiêu của The Face Việt Nam mùa đầu tiên. Với cá tính của mình, Mai Ngô có vẻ khá hợp với tính cách nữ sinh tuổi 17, coi trời bằng vung như nữ chính Em Chưa 18. Tuy nhiên, để vào vai thì còn nhiều yêu cầu khác mà đạo diễn phải cân đo đong đếm kỹ lưỡng. Thế nhưng việc Mai Ngô đi casting Em Chưa 18 cũng đủ khiến cho dân mạng cho ra những bình luận khiến cô nàng hết hồn. Một số bình luận có lẽ sẽ khiến Mai Ngô cười rụng răng khi đọc được, chúng tôi xin trích dẫn dưới đây. Khi hay tin Mai Ngô đi casting Em Chưa 18, Mai Ngô làm hết hồn, Mai Ngô đóng Em Chưa 81 thì có. Sau khi coi xong mình thấy đạo diễn đã chọn đúng người, chế mà đóng chắc sụp hãng phim. Đúng là đạo diễn chọn đúng người, chắc Mai Ngô để dành cho phần 2 có tên Em Là Mẹ Cô Gái Chưa 18. Chị mà dính một cái chắc phim phá sản. Mai Ngô nhí nhảnh là vậy, nhưng bạn nghĩ cô nên đóng phim Em Chưa 81. Ngoài Mai Ngô, còn nhiều gương mặt hot teen khác từng tham gia casting Em Chưa 18 như Ngọc Thảo, Tường Vi, có cả cô gái tóc tím từng gây chú ý. Vai cuối cùng thì vai diễn thuộc về Khai Thi, một gương mặt mới toanh trong làng điện ảnh Việt, nhưng thể hiện của cô nàng lại khiến cho tất cả phải gật gù đẹp không bằng hợp. Trước đó, đạo diễn Lê Thanh Sơn đã nói như thế này về việc chọn Khai Thi Nguyễn. Hôm đó, bé casting không phải chuẩn nhất, đọc không rành tiếng Việt, nhưng cách em ấy nhả chữ, cách nhìn, tiếng Anh chuẩn thì đó là chất liệu tuyệt vời. Lúc đó tôi cảm giác đây là món quà quá lớn mà mình không thể xử lý nổi. Tôi nói với anh Charlie Nguyễn, em chọn cô bé rồi nhưng không biết làm gì nữa, anh muốn hỏi gì thì hỏi. Lương Thế Thành và Thúy Diễm đang ảnh ngọt ngào trên biển. Kết hôn hơn một năm, Lương Thế Thành và Thúy Diễm vẫn như thời mới yêu, họ cũng là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Cách đây ít giờ, Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh ngọt ngào trong kỳ nghỉ ở Philippines gần đây với ông xã Lương Thế Thành. Nữ diễn viên cổng mặt trời tỏ ra tâm trạng khi chú thích ảnh và áp lực cuộc sống. Cô viết, cuộc sống này nhiều áp lực quá chồng ơi, làm gì sao cũng khó, dắt em đi chơi nữa đi. Đáp lại lời nhắn nhủ này, tài tử Lương Thế Thành tỏ ý chiều chuộng, em đi nơi đâu là anh đi nơi đó. Trong cái nắng trên biển Philippines, Thúy Diễm khéo khoe vẻ đẹp quyến rũ. Dù bận rộn với công việc, nhưng gia đình Thế Thành, Thúy Diễm luôn tranh thủ thời gian bên nhau. Họ đặc biệt ấn tượng khi nghỉ ngơi tại hòn đảo Condo. Lương Thế Thành, Thúy Diễm đăng ký kết hôn năm 2014, nhưng mãi đến giữa năm 2016, cặp đôi mới tổ chức tiệc cưới ra mắt bạn bè. Cả hai tâm sự sau một năm chung sống, họ hài lòng về bạn đời và cuộc sống hạnh phúc. Nam diễn viên nhà có hai cánh cửa chính cho biết dự định có em bé trong năm nay. Giây phút vợ chồng nắm tay nhau đi dạo tình tứ trên biển. Khi còn trẻ, chúng tôi là những người đam mê công việc, nhưng không bao giờ cho phép mình quên chuyện đã có gia đình. Thúy Diễm chia sẻ, đây là lý do anh và vợ luôn tranh thủ thời gian dành cho nhau sau những nguồn quay công việc. Thúy Diễm đang góp mặt trong phim Khi Đàn Ông Là Số 0 cùng Thái Hòa, Thần Thí Hòa và Tường Vi. Cùng lúc, Lương Thế Thành đảm nhận vai chính phim Nhà Có Hai Cửa Chính hợp tác với diễn viên Trương Nhi. Cường Đô La nửa đêm đăng ảnh chúc mừng mẹ Hà, Hạ Vi bị bắt gặp đi chơi với trai lạ. Trong khi Cường Đô La đến chúc mừng Hồ Ngọc Hà trong ngày quan trọng của vợ cũ, thì Hạ Vi bị bắt gặp đi chơi với rocker Nguyễn. Tối muộn ngày 10 tháng 5, Cường Đô La đến chúc mừng vợ cũ Hồ Ngọc Hà tại sự kiện cô khai trương cửa hàng hoa và không quên chia sẻ những lời ngọt ngào lên trang cá nhân. Ba Cường và Su Beo chúc mừng mẹ Hà, chú Khánh. Động thái của Cường Đô La nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trước đó, Cường Đô La cũng từng khẳng định, dù có chuyện gì xảy ra thì anh, con trai Su Beo và Hà Hồ vẫn là một gia đình. Nhiều người khen ngợi vị đại gia phố núi bởi dù đã chia tay, nhưng nhiều lần Cường Đô La vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hồ Ngọc Hà.
nếu chia tay rồi mà anh này vẫn xem vợ cũ như tri kỷ, còn nghĩa với mẹ của con trai mình, thì anh này cũng đáng mặt anh hùng mà. Họ vẫn cư xử với nhau văn minh nhẹ nhàng, ít gia đình nào sau khi tan vỡ làm được như họ, một nickname bình luận. Một ý kiến khác bày tỏ, thích cách sống của hai người, dù đã chia tay nhưng luôn luôn tôn trọng nhau. Bên cạnh đó, một số ý kiến lại tỏ ra nghi ngại cho mối quan hệ thân thiết của Cường Đô La Hồ Ngọc Hà, bởi hiện tại Hà Vi vẫn được biết tới là bạn gái của Cường Đô La. Cường chỉ thích hợp làm bạn, làm anh trai, anh nuôi, chứ không hợp làm người yêu. Quan hệ tình cảm lằng nhằng quá, kiểu gì cũng có mấy bạn nói đây là vì con, một cư dân mạng bình luận. Tuy nhiên, trong khi Cường Đô La một mình đến chúc mừng vợ cũ, cư dân mạng lại rất bất ngờ phát hiện Hà Vi đi chơi với anh chàng rocker Nguyễn. Ảnh Hà Vi được ghi lại khi đi ăn. Không gian tương tự nơi Hà Vi ngồi trong bức hình chụp rocker Nguyễn làm dấy lên nghi ngờ hai người đi ăn chung với nhau. Việc Cường Đô La tái hợp vợ cũ trong ngày trọng đại của Hồ Ngọc Hà và Hà Vi bắt gặp đi chơi với chàng trai lạ khiến người hâm mộ khó hiểu về mối quan hệ lằng nhằng không hồi kết giữa Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà và Hà Vi. Phản hồi của phía Trường Giang về hôn lễ và ảnh cưới với Nhã Phương đang gây xôn xao. Thông tin Trường Giang sắp làm đám cưới với Nhã Phương đang rất được quan tâm trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nhã Phương đã úp mở về việc đám cưới trong tháng 5 khi đăng ảnh mặc váy cưới đeo nhẫn đi kèm dòng trạng thái, cảm thấy hồi hộp. Không ít khán giả đồn đoán rằng cô với Trường Giang sắp về chung một nhà. Bên cạnh đó, hình ảnh Trường Giang diện vách trắng và Nhã Phương diện váy cô dâu đã được người dùng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trước đó, thông tin nam danh hài cưới nữ diễn viên vừa đi vừa khóc đã được đồn đoán, tuy nhiên người nhà cặp đôi nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Đại diện truyền thông của Trường Giang cho biết thông tin sắp kết hôn là hoàn toàn không đúng sự thật. Tuy nhiên, anh từ chối bình luận về bức ảnh được cho là chụp hình cưới của cặp đôi đang lan tràn trên mạng xã hội. Chuyện tình Nhã Phương Trường Giang được gia đình hai bên ủng hộ. Nhã Phương công khai yêu Trường Giang được gần 2 năm, cặp đôi được sự ủng hộ của gia đình và dư luận. Có thời điểm, nam danh hài gặp ồn ào tình cảm bắt cá hai tay với ca sĩ Quế Vân, nhưng sự việc dần đi vào quên lãng. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân từng chia sẻ, cô với Trường Giang xác định mối quan hệ lâu dài và có thể tiến tới hôn nhân, tuy nhiên thời gian vẫn còn chưa xác định được. Khởi Mi, tôi thích Khánh vì anh ấy biến thái. Nữ ca sĩ không ngần ngại tiết lộ, cô yêu Kevin Khánh vì anh biến thái, thường làm điều không giống ai. Trong dịp đưa cả gia đình sang Hàn Quốc du lịch, cặp đôi Khởi Mi Kevin Khánh đã tổ chức buổi gặp gỡ fan tại Seoul vào tối 10 tháng 5. Từ khi bí mật tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng 4, cả hai thoải mái xuất hiện và dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trước công chúng. Trước đó, họ chưa một lần thừa nhận mối quan hệ tình cảm. Khởi Mi tiết lộ, sau lần hợp tác trong MV gửi cho anh hai, Kevin Khánh đã cưa cẩm cô trước và sau đó cả hai chính thức yêu nhau. Lý giải về việc đổ gục trước ông xã tương lai, nữ ca sĩ dí dỏm nói, cũng phải trả lời thật và hơi bậy bậy chút, nhưng vì Khánh biến thái đó, tôi thích những người biến thái bởi họ thường hay làm những điều không giống ai. Mỗi lần tôi nhìn Khánh là tôi chỉ muốn trêu chọc và muốn đấm thôi. Cặp đôi còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ. Cũng trong buổi giao lưu, Khởi Mi và Kevin Khánh còn có màn kết hợp với rapper Rashid của Hàn Quốc trong nhạc phẩm Suy nghĩ trong anh. Nhạc sĩ Am San Hết ngoài cùng bên phải cũng làm khách mời tại sự kiện. Anh khen Kevin Khánh là người có tài và hy vọng trong tương lai sẽ được hợp tác với nam ca sĩ. Khởi Mi chia sẻ với fan, sắp tới cô và vị hôn phu sẽ cùng nhau phát hành một sản phẩm chung. Trong lúc bà xã tương lai bận rộn trò chuyện với khán giả, Kevin Khánh lại bàn bạc về công việc với rapper và nhạc sĩ. Quách Ngọc Ngoan giờ ra sao sau khi chia tay vợ theo bạn gái đại gia? Không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông từ sau ồn ào ly hôn với Lê Phương, nhưng mỗi lần xuất hiện, Quách Ngọc Ngoan đều gây chú ý bởi sự thân mật bên người tình doanh nhân. Kể từ khi ly hôn, thì trên trang cá nhân của Quách Ngọc Ngoan bắt đầu úp mở về mối tình mới, ban đầu là chụp đôi dép, đôi giày có hình Janelle. Rồi cứ thế, hình hài của người tình doanh nhân dần lộ diện một cách công khai. Mạnh dạn hơn, anh bắt đầu viết những lời chia sẻ khá mùi mẫn dành cho Phượng Janelle. Cuộc sống này tôi đã trải qua nhiều, ông trời đã cho tôi gặp quá nhiều may mắn, nhưng điều tuyệt vời nhất là tôi đã được gặp em. Lãng mạn hơn nữa là những lời tỏ tình bay bướm.
cho em nhẹ bước trên đường rộng để gió mơn man mái tóc bồng, má em hồng thể môi hôn nắng, ta nguyện một đời kẻ tình si. Ngay sau khi rò rỉ những hình ảnh tình tứ bên Phượng Channel, Quách Ngọc Ngoan đã chia sẻ rằng anh không quan trọng những lời bàn tán về mình, đồng thời khẳng định chưa làm gì hổ thẹn để thấy lương tâm có lỗi hay bước ra đường không dám ngẩng cao đầu. Giữa tháng 10/2015, Phượng Channel và Quách Ngọc Ngoan lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau trong tiệc mừng sinh nhật lần thứ 44 của Đàm Vĩnh Hưng. Tuy còn giữ kẽ, nhưng cả hai cũng có những hành động thân mật trong bàn tiệc. Cũng trong thời gian đó, cặp đôi tiếp tục bị phát hiện đang song hành tại sân bay Tân Sơn Nhất để về chung một nhà sau chuyến bay. Đến đầu tháng 12/2015, thì cả hai chính thức công khai tình cảm khi cùng nhau xuất hiện đầy thân mật trong lễ cưới của diễn viên Quang Hòa. Đáng chú ý, tại bàn tiệc của mình, Phượng Channel đã thoải mái choàng tay qua cổ Quách Ngọc Ngoan. Đáp lại tình cảm của người tình tin đồn, nam diễn viên cũng mỉm cười nghiêng đầu nhẹ về phía Phượng Channel và nhẹ nhàng cầm tay cô. Kể từ đó, việc cả hai vô tư thể hiện tình cảm không còn là chuyện xa lạ ở showbiz. Tháng 4/2016, trong buổi tiệc đóng máy phim Vật Thẩm Chiều Trôi của đạo diễn Hoàng Mập, đích thân người tình đại gia Phượng Channel đến chúc mừng Quách Ngọc Ngoan. Cả hai tình tứ ôm nhau chụp ảnh không ngại đám đông. Tuy chưa hề thừa nhận hay phủ nhận thông tin tình cảm, nhưng hình ảnh thân mật của hai người đã chứng minh tất cả. Đầu tháng 3 năm nay, Quách Ngọc Ngoan lại tiếp tục gây chú ý khi tung bức ảnh anh và người tình Phượng Channel tới thăm nghệ sĩ Hoài Linh. Nam diễn viên khá thân thiết với nghệ sĩ đàn anh và không ngại ngần đưa bạn gái đi cùng. Mới đây nhất, vào tối 9 tháng 5, Quách Ngọc Ngoan và bạn gái doanh nhân không còn ngại ngùng né tránh ống kính máy ảnh khi đi dự sự kiện cùng nhau. Cặp đôi đã gắn bó hơn 2 năm, tình cảm ngày càng mặn nồng, sự viên mãn thể hiện trên khuôn mặt hạnh phúc của nam diễn viên. Trong lúc Quách Ngọc Ngoan đang say đắm bên bạn gái đại gia, thì vợ cũ của anh Lê Phương cũng đang nồng nàn bên tình trẻ.